cậu bé tích chu ngày xưa có một bạn tên là tích chu bố mẹ tích chu mất sớm tích chu ở với bà hàng ngày bà phải làm việc quần quật kiếm tiền nuôi tích chu có thức gì ngon bà cũng dành cho tích chu ban đêm khi tích chu ngủ thì bà thức quạt thấy bà thương tích chu có người bảo bà ơi lòng bà thương tích chu cao hơn trời rộng hơn biển lớn lên tích chu sẽ không khi nào quên ơn bà thế nhưng lớn lên tích chu lại chẳng thương bà bà thì suốt ngày làm việc vất vả còn tích chu suốt ngày rong chơi vì làm việc vất vả ăn uống lại kham khổ nên bà bị ốm bà lên cơn sốt nhưng chẳng ai trông nom tích chu mãi rong chơi với bạn bè chẳng nghĩ gì đến bà đang ốm một buổi trưa trời nóng nực cơn sốt lên cao bà khát nước quá liền gọi tích chu ơi cho bà ngụm nước bà khát khô cổ rồi bà gọi một lần hai lần rồi ba lần nhưng vẫn không thấy tích chu đáp lại mãi sau tích chu thấy đói mới chạy về nhà kiếm cái ăn tích chu ngạc nhiên hết sức thấy bà biến thành chim và vỗ cánh bay lên trời tích chu hoảng quá kêu lên bà ơi bà đi đâu bà ở lại với cháu cháu sẽ mang nước cho bà bà ơi cúc cu cu cúc cu cú, cu cú, cú, cú. chậm mất rồi cháu ạ à. bà khát quá không thể chịu nổi phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước bà đi đây bà không về nữa đâu. Nói rồi chim vỗ cánh bay đi, tích chu hoảng quá chạy theo bà, cứ nhầm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng tích chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối mát. Tích chu gọi, bà ơi, bà trở về với cháu đi, cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ giúp đỡ bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa. Cú, cu, cu, muộn quá rồi cháu ơi, bà không trở lại được nữa đâu. Nghe chim nói, Tích Chu hòa khóc, Tích Chu thương bà và hối hận. Giữa lúc đó, có một bà tiên hiện ra, bà bảo Tích Chu. Nếu cháu muốn bà trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối tiên xa lắm, cháu có đi được không? Nghe bà tiên nói, Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường đến suối tiên, rồi chẳng một phút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay. Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội trên đường, vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng tích chu đã lấy được nước suối mang về cho bà uống được uống nước suối tiên bà tích chu trở lại thành người và về ở với tích chu từ đấy tích chu hết lòng yêu thương chăm sóc bà chẳng rể tương lai ngày xưa có một người thợ say bột ông có một người con gái xinh đẹp và mong gà cô cho một người khá giả để đỡ khổ ông nghĩ nếu có người đàng hoàng tới hỏi xin cưới thì mình sẽ gả cho sau đó một thời gian thì có người tới nhà xin làm rể Nam chàng hình như là người giàu có nên ông bố cũng chẳng hỏi han nhiều và bằng lòng gả con gái cho chàng. Người con gái thì không thương yêu chàng mặn mà như thường thấy ở những người đang yêu nhau. Nàng không thấy thương nhớ chàng và thường có cảm giác ghê sợ ở nơi chàng, có lần chàng trai nói: "Em là vợ chưa cưới của anh, sao chẳng thấy em tới thăm anh lần nào?" Cô gái đáp: "Em không biết nhà anh ở đâu." Chàng trai liền nói: "Nhà anh ở trong rừng sâu ấy." cô gái viện cớ đường tới đó khó mà tìm ra. Chàng trai nói, Chủ nhật tới em đến anh nhé, anh đã hẹn mời khách đến chơi. Để em thấy được đường tới nhà, anh trải cho bếp suốt dọc đường nhà anh. Đến chủ nhật khi sắp lên đường tới nhà chàng trai, nàng cảm thấy trong lòng không yên nên mang theo hai túi đầy các loại đỗ. Đi tới cửa rừng thì cô gái thấy có cho bếp cô cứ thế đi theo, nhưng cô rắc đỗ hai bên đường. Đi gần hết ngày cô mới tới nơi, ngôi nhà ở ngay giữa rừng sâu, nó ẩn trong khu rừng rậm rạp nhất cô gái thấy ngôi nhà sao mà tối tăm và đầy bí ẩn cô bước vào nhà nhưng chẳng thấy một ai chỉ thấy căn nhà bao trùm bởi bầu không khí yên lặng bỗng có giọng nói hãy quay lại hãy quay lại cô dâu trẻ cô đang ở trong căn nhà của kẻ giết người cô gái ngước nhìn quanh thì thấy giọng nói là của con chim ở trong lồng chim treo trên tường chim lại nói hãy quay lại hãy quay lại cô dâu trẻ Cô đang ở trong căn nhà của kẻ giết người Cô dâu xinh đẹp đi hết buồng này Sang buồng khác trong căn nhà Nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai Cuối cùng cô tới tầng hầm Có một bà già lụ khụ ngồi ở đó Đầu lắc lưng Cô gái nói Thưa bà, chồng chưa cưới của cháu có ở đây không ạ Bà già đáp Trời, con thật đáng thương Con có biết con đang ở đâu không Con đang ở trong hang ổ của kẻ giết người Con nghĩ mình là cô dâu và sắp làm lễ cưới. Con sẽ làm lễ cưới với cái chết. Con có nhìn thấy không? Ta đang đun một nồi nước to tướng. Nếu chúng tóm bắt được con, chúng sẽ chặt con ra từng miếng mà chẳng hề động lòng thương. Chúng quăng tất cả cho vào nồi nấu và ngốn nghiến ăn thịt con. Chúng là quân ăn thịt người. Nếu già không thương hại con và cứu con thì con không sao thoát khỏi bàn tay chúng. Bà dẫn cô tới sau một cái thùng lớn và nói. Con hãy ngồi im như chuột, không được động đậy nhúc nhích bằng không chuyện đó sẽ xảy ra với con đợi lúc bọn cướp ngủ say ta cùng con chạy trốn khỏi nơi đây ta đợi giờ phúc này từ lâu bà vừa nói xong thì bọn cướp về nhà chúng mang một cô gái trẻ khác về nhà chúng đã uống rượu say nên chẳng để ý gì đến tiếng la hét cầu xin của cô gái chúng đưa cho cô ba ly rượu một ly rượu trắng một ly rượu đỏ một ly rượu vàng uống xong ba ly rượu trái tim cô gái sẽ vỡ ra ngay sau đó Chúng lột quần áo cô, chặt người cô ra từng khúc và rắc muối lên. Cô gái đáng thương nhìn thấy cảnh tượng ấy mà dùng mình, run sợ. Có một tên cướp phát hiện thấy ngón tay của cô gái đeo một cái nhẫn vàng. Để cho nhanh, nó liền lấy dìu chặt ngón tay. Ngón tay bị chặt bắn lên rơi vào chỗ thùng rượu, nơi cô gái đang ấn núp. Ngón tay rơi ngay vào lòng cô gái. Tên cướp lấy đèn soi tìm, nhưng không thấy. Một tên khác bảo. Mày đã tìm ở đằng sau thùng rượu chưa? Bà già nói. Nào, đi ăn, sáng mai tìm cũng được, ngón tay có biết chạy đâu mà sợ. Cả bọn đồng thanh nói. Bà già nói đúng đấy. Rồi cả bọn súng vào ăn, bà già nhỏ thuốc ngủ vào rượu nên chỉ lúc sau là cả bọn lăn ra ngủ khắp nhà và ngáy. Biết chúng ngủ đã say, cô gái ra khỏi thùng rượu, rón rén bước qua chỗ bọn cướp đang ngủ. Cô chỉ sợ nhỡ chân đánh thức chúng dậy. Nhờ trời, cô cũng bước được ra khỏi nơi chúng ngủ, Bà già cùng với cô bước ra khỏi cửa, hai người chạy thật nhanh khỏi ổ giết người. Cho sắt dọc đường đã bị gió thổi bay hết, những hạt đỗ rất nay đã thành cây. Dưới ánh trăng, nhờ những cây đỗ mà hai người biết được đường ra. Họ đi suốt đêm, tang tảng sáng, hai người về tới chỗ cối say gió. Cô gái kể cho cha nghe những chuyện mắt thấy tai nghe. Đến ngày cưới, chú dễ tương lai đến, ông bố cô gái mời tất cả bà con họ hàng tới dự. Khi mọi người ngồi đông đủ thì có người nhắc hãy kể cho mọi người nghe sự tình hai người. Cô dâu ngồi im, không nói năng gì. Chú rể đứng dậy bảo. Em thân yêu của anh, em hãy kể đi. Cô gái đáp. Thế em kể chuyện những gì em thấy trong giấc mộng nhá. Em đi một mình trong rừng, cuối cùng tới một căn nhà không có một bóng người. Trong lồng treo trên tường nhà có một con chim, nó bảo. Hãy quay lại, hãy quay lại, cô dâu trẻ, Cô đang ở trong căn nhà của kẻ giết người Và nó lặp lại câu nói ấy lần nữa Anh yêu quý Em thấy trong mơ như vậy Rồi em đi hết buồn này sang buồn khác Buồn nào cũng không người Không khó nơi đây có vẻ đầy bí ẩn Cuối cùng em tới tầng hầm Có một bà già lụ cụ ngồi ở đó Đầu lắc lưng Em hỏi bà già Thưa bà, chồng chưa cưới của cháu có ở đây không? Bà già đáp Trời con thật đáng thu ông con có biết con đang ở đâu không con đang ở trong hang ổ của kẻ giết người chúng sẽ chặt con ra từng khúc rồi đem nấu ăn anh yêu quý em thấy trong mơ như vậy bà già giấu em ở đằng sau một cái thùng lớn vừa mới núp xong thì bọn chúng về chúng mang một cô gái trẻ khác về nhà chúng đưa cho cô ba loại rượu trắng đỏ vàng rượu làm tim cô vỡ ra anh yêu quý em thấy trong mơ như vậy ngay sau đó chúng lột quần áo cô, chặt người cô ra từng khúc và rắc muối lên. Anh yêu quý, em thấy trong mơ như vậy. Có một tên cướp phát hiện thấy ngón tay của cô gái đeo một chiếc nhẫn vàng, để cho nhanh. Nó liền lấy dìu chặt ngón tay, ngón tay bị chặt bắn lên rơi vào chỗ thùng rượu và rơi ngay vào lòng em. Và đây là ngón tay có chiếc nhẫn. Cô giơ ngón tay ra cho mọi người ở đó xem. Tên cướp sợ hãi tới mức mặt nó trắng bệch, nó đứng bật dậy, định chạy trốn nhưng mọi người túm hắn lại và đem nộp tòa án hắn và đồng bọn đều bị xử tử